Hỡi tinh linh nhỏ bé, hãy nghe theo lệnh của ta, hiện ra vẻ đẹp dũng mãnh của ngươi và cùng ta chọc phá người em trai đáng thương nào. Đây là người con cả của gia đình phù thủy Adam giàu có, kỳ quặc nhất vùng đất này, Wednesday. Và người đang tỉ mẩn lắp ghép những nguyên liệu phép thuật quái dị này chính là Blaze. Em trai sinh đôi mà nàng luôn yêu thương trêu chọc cậu bằng phép thuật của mình. Được rồi, em chịu thua. Chị mau nói nó thả em xuống để hoàn thành đốt phép thuật hồi sinh đi mà. Phép thuật hồi sinh ư? Đó là thứ này á? Đúng vậy, đó sẽ là thứ giúp chúng ta có thể hồi sinh được vạn vật và có nhiều người bạn hơn ở vùng đất này bằng cách ban linh hồn từ bông hoa phép này đó. Hả? Bạn ư? Hóa ra từ lâu, chị em Adam đã luôn làm bạn với những người dân quanh đây. Nhưng sau khi họ biết được thân phận phù thủy của gia đình Adam, vì nghĩ gia đình này quá dị biệt, kỳ quái, nên mọi người đã xua đuổi họ đến ngộ đồi này. Tuy nhiên, cả hai vẫn ao ước có thêm những người bạn giống mình, nên Bursley đã quyết tâm nghiên cứu ra phép thuật hồi sinh. Và em sẽ hồi sinh chú chim sẻ Goldian này đầu tiên. Này, đừng đưa những thứ nhiều màu sắc này đến gần chị. Chị sẽ nổi bẩn mất. Hơn nữa, làm gì có chuyện thứ này sẽ hồi sinh vạn vật được chứ. Đừng có mơ mộng về gì có bạn nữa. Vì làm gì có ai muốn làm bạn với phù thủy đâu chứ. Nhưng không lẽ chị cũng không muốn có những người bạn giống như chúng ta sao? Em sẽ chứng minh cho chị thấy phép thuật của thứ nhỏ bé này có thể làm được điều đó. Có điều, dù thử cách hoạt động của món đồ phép thuật này đến bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không được như Bursley hy vọng. Chắc là tại chị vừa trêu em khiến món đồ bị va chạm mạnh xuống đất cho nên nó mới không hoạt động được đó. Làm gì có chuyện đó chứ. Việc hồi sinh vạn vật là điều không thể, ngay cả khi chúng ta dùng phép thuật. Nên em đừng đọc những quyển sách dớ dẫn này hay trách chị nữa. Nếu không thì... Nếu không thì sao hả? Chị sẽ trừng phạt em sao? Đúng rồi đấy. Vì Wednesday là một người nóng nảy nên liền dùng phép bắn về phía Bursley. Nhưng phép thuật đó lại vô tình trúng vào món đồ kỳ lạ, giúp nó hoạt động được và cuối cùng chú chim sẻ đã hồi sinh. Cả hai đều rất bất ngờ khi biết món đồ này cần phải có một lượng sét đủ mạnh mới hoạt động, và ngay sau đó Bursley liền nhanh chóng trở về nhà để khoe thành quả với cha mẹ. Tuy nhiên, cả hai đều không biết rằng có một ánh sáng đã luôn quan sát họ ở đằng sau và âm mưu một kế hoạch thâm hiểm sắp tới. Lúc hai chị em đang háo hức mang món đồ về thì bỗng nhiên một đàn sói xuất hiện và tấn công họ. Wednesday nhát chạy dùng bộ phép để khống chế chúng. Nhưng Bursley lại bị một con sói tách ra. Không những thế, trong lúc Bursley cố gắng chống cự lại, cậu vô tình trượt tay và khiến cho món đồ quý giá suýt rơi xuống vực. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen vượt qua và đặt bộ móng vuốt của sói cho Bursley. Biến đi. Bursley, em có làm sao không? Em không sao, nhờ có người này cho nên em đã được cứu đó. Cảm ơn anh, nhưng anh là ma cà rồng phải không? Nhưng nếu là một ma cà rồng thì thường phải sống trên núi cao hiểm trở, chứ không thể nào lại sống ở gần con người như vậy. À, ta là Van, một ma cà rồng sống ở phía tây khu vực này. Dạo này khu vực của ta không có đủ lương thực để dự trữ cho mùa đông nên ta mới tìm kiếm thức ăn quanh đây và vô tình nhìn thấy hai người đang gặp nạn nên mới ra tay cứu giúp. Và bị thương thế này, nhìn thấy Van vì mình mà bị thương nên Bursley tốt bụng vội vã đưa chàng về nhà. Nhưng Wednesday vẫn tỏ vẻ hoài nghi về chàng trai này. Khi họ vừa về đến nhà, Bursley đã thao thao bất tuyệt kể về món đồ và người bạn mới cho cha mẹ họ nghe. Cha mẹ họ vô cùng cảm kích Van và đồng ý cho Van sống ở tòa lâu đài trong thời gian dưỡng thương. Sau đó, họ phát hiện món đồ bị hỏng thì Wednesday không những cảm thấy ánh mắt thất vọng và buồn bã từ Bursley mà còn là Van. Không những thế, Van lại còn chủ động đề nghị giúp đỡ Bursley làm lại món đồ này, khiến đàn phù thủy nhỏ thực sự tò mò với mục đích của người bạn mới nhiệt tình đến kỳ lạ này. Tên Van này đang cố tình lấy lòng Bursley và bắt thằng bé chỉ hoàn toàn chú tâm hoàn thành phép thuật hồi sinh kia bằng ngón tay mình. Mình cần phải nói với Bursley đề phòng Van mới nhiên, được. Dù Wednesday có khuyên nhủ Bursley về sự bất thường của Van như thế nào thì Bursley vẫn bỏ ngoài tai điều này. Chị hiểu em rất trân trọng Vance và coi anh ta là bạn. Nhưng mà chị linh cảm được Vance không tốt như vẻ bề ngoài đâu. Cho nên Wednesday, đôi lúc chúng ta không thể đánh giá mọi thứ qua linh cảm được đâu. Và chị cũng nhìn thấy những hành động và tình cảm Vance dành cho chúng ta rồi đó.
Khó khăn lắm chúng ta mới có một người bạn tốt, cho nên chị đừng có nghi ngờ Van nữa được không? Nói rồi, Bursley tiếp tục vào phòng để hoàn thành công việc. Bursley có lẽ nói đúng, chả phải cả hai chị em đều muốn có những người bạn tốt sao? Nhưng bây giờ khi có được thì mình lại nghi ngờ và đánh giá quá chủ quan về người đó. Trong lúc Wednesday đang thẫn thờ vì những lời nói của Bursley thì bỗng nghe thấy tiếng ồn bên trong phòng. Khi Wednesday chạy vào, nàng nhìn thấy cha mẹ và Bursley đang bị dị ứng bởi món bánh phép thuật kỳ lạ do Van bày trò. Nhưng nàng chưa kịp hiểu được gì xảy ra thì Van ngay lập tức khống chế nàng bằng những mảnh kính sặc sỡ, thứ mà nàng sợ nhất theo lời của Bursley. Cuối cùng gia đình Adam cũng đã bị hạ gục trong tay ta rồi. Hóa ra Van là một ma cà rồng tà ác từng nghe danh gia đình Adam với những thứ đồ quái đản ở vùng đất này, nên đã có chủ đích thăm dò gia đình từ lâu. Đặc biệt khi chứng kiến phép thuật hồi sinh, Van đã quyết định tiếp cận Bursley để sửa lại nó và sau đó chiếm lấy món đồ để hồi sinh đội quân ma cà rồng của mình nhằm đánh chiếm vùng đất này. Cảm ơn vì món quà này Bursley. Ta sẽ dùng nó để hồi sinh thêm nhiều người bạn cho ngươi. Sau đó Van vui vẻ rời đi cùng món đồ của mình. Trong lúc đó Wednesday vì không có đủ phép trong tay cũng như bắt đầu bị nổi mẩn khắp người nên khiến gia đình vô cùng lo sợ. Xin lỗi Wednesday, em đã ngang bướng không nghe lời chị và gây ra lỗi lầm này. Bỗng chốc Bursley ở ra vì ăn quá nhiều đồ ăn, khiến khối màu đen bay khắp phòng. Nhưng điều này lại giúp Wednesday nghĩ ra được cách giải thoát cho tất cả. Bursley, em hãy tiếp tục ở đi. Nó sẽ khiến tấm kính màu sắc kia bị che lấp bằng màu đen và giúp chị hồi phục sức mạnh. Bursley đồng ý làm theo và chẳng mấy chốc căn phòng ngập tràn trong khối đen. Cuối cùng Wednesday cũng hồi phục sức mạnh, lấy lại được đủ phép và hóa giải phép thuật cho mọi người. Sau đó, Wednesday quyết định cùng Bursley đi tìm Van để căn chặn hành động xấu xa của anh. Họ đi theo đôi đường xét đánh xuống ngôi làng và tìm ra Van đã dùng món đồ để hồi sinh đội quân và bắt đầu tấn công dân làng. Wednesday liền dùng đủ phép để khống chế những tên ma cà rồng, nhưng chúng không chỉ mạnh mà còn bay rất nhanh, khiến cho nàng không kịp trở tay. Thậm chí nàng đã bị một tên ma cà rồng làm hỏng đũa phép. Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu với đám ma cà rồng này, chúng quá đông. Đúng rồi, hơn nữa một tay chúng ta cũng không thể nào cứu toàn bộ người dân được, vậy nên chúng ta cần tìm ra cách khác. Khi họ đang nói chuyện thì bỗng một tia sét đánh xuống những cái cây to gần đó và tạo ra một cảm giác khiến cho đám ma cà rồng hoảng hốt né sang. À đúng rồi Bursley, những tên ma cà rồng này rất sợ lửa. Tuy nhiên đũa phép của chị đã bị gãy rồi nên không thể nào tạo ra lửa lớn được. Vậy thì chị dùng cái này đi. Nhưng đây là thành quả và công sức của em làm ra mà. Đây là món đồ em cùng người bạn đó làm ra, nhưng cuối cùng nó lại trở thành thứ gây hại cho gia đình và cả mọi người nữa. Vì vậy em sẵn sàng trả cái giá này để bù đắp cho tội lỗi của mình. Xin lỗi Bursley, vì đã không thể cho em một người bạn tốt. Nhưng sau này dù không có bạn đi chăng nữa, chị mong chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau và giúp đỡ cho nhau như lúc này. Sau đó bằng những nguyên liệu phép thuật và những thuật của Wednesday, ngọn lửa phép đáng sợ dội bùng lên trong sự chứng kiến của nhiều người dân. Bị bốn phía dây kính bởi lửa lớn, đám ma cà rồng hoảng sợ và dần dần bị đánh bại. Hơn nữa, Van cũng suýt bị ngọn lửa nuốt chửng khi bị thương ở cánh, nên hắn quyết định hóa thành dơi rồi bỏ trốn. Cuối cùng, toàn bộ đội quân của Van cũng bị tiêu diệt và mang ánh sáng trở lại cho người dân. Chúng ta làm được rồi. Cô cậu có phải là phù thủy thuộc gia đình Adam không? Dù hai người rất muốn giấu chuyện thân phận này với người dân, nhưng đó là điều không thể. Thảo nào, chúng ta đã thấy cô cậu rất là quen mà. Hơn nữa, nhìn ngọn lửa mà hai cô cậu gây ra đã ảnh hưởng như thế nào đến quang cảnh xung quanh đây đi. Chúng cháu. Nhưng cũng nhờ ngọn lửa của cô cậu, chúng tôi mới có thể thoát khỏi đám ma cà rồng kia. Vì vậy, chúng tôi rất cảm ơn cô cậu đã không vì chuyện xưa chúng tôi đuổi gia đình đi mà thấy chết không cứu. Cho nên, chúng tôi cũng muốn thử làm bạn với những phù thủy tốt bụng như hai người đây, có được không đâu? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Họ quyết định làm bữa tiệc chào đón gia đình Adam trở lại hòa nhập cùng ngôi làng. Và rồi hành trình và thử thách với những người bạn mới của chị em và Adam lại tiếp tục được mở ra.